trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý thính giả đã trở lại với chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Đinh Xuân Quân, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục với đề tài của tuần này là cái chết của lãnh tụ Cuba Fidel Castro vào tuần trước, những ảnh hưởng của ông trong quá khứ cũng như về tương lai của nước Cuba và cả vùng châu Mỹ Latin, và trong liên hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ. Sau 56 năm, bây giờ nhìn về tương lai của Cuba mà sau Castro, nhưng có hai trường phái, cả nhìn phải không ạ? Một phần á, trong cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba, có những người nghĩ là cần phải tiếp tục cứng rắn hơn với Cuba để siết cho cái chế độ thay đổi. Có những người khác thì nó cho là chính cái sự cứng rắn đó, nó đã gián tiếp, nó kéo dài chế độ. Như chú Khiêm nghĩ thế nào? Đến lúc là thay đổi chính sách chưa? Thực ra thì người ta có những người nghĩ rằng sau khi Cuba chết ấy, thì tất nhiên là Mỹ phải cứng rắn hơn đối với Cuba để mà Cuba thay đổi chế độ. Thực ra khi mà cái huyền thoại nó đã chết rồi đó, thì tất nhiên là cái chế độ nó sẽ không còn đứng vững với huyền thoại nữa. Cho nên cứng rắn thì không, chuyện đó không quan trọng nữa. Và bây giờ cái chính sách của Mỹ tiếp tục với Cuba để mà biến Cuba đi theo con đường dân chủ tự do thì đúng nữa thì dễ dàng hơn, bắt đầu dễ dàng rồi. Bởi vì khi mà Fidel Castro còn sống đó, thì cái huyền thoại của Fidel Castro và cái áp lực của những người thân Fidel Castro vẫn áp lực trên Ro rất nhiều. Bây giờ thì không còn áp lực nữa, và đồng thời cái phe mà dân chủ tự do ở bên Cuba bây giờ bắt đầu mạnh lên rồi. Thành ra Mỹ không cần phải nói áp lực mạnh như Cuba mà chỉ hỗ trợ cho những cái phe dân chủ tự do, chẳng hạn như phe áo trắng, chẳng hạn như những người mà dân chủ tự do ở bên Cuba, ở bên Florida trở về Cuba để mà làm thay đổi chế độ Cuba thì tương đối bây giờ bắt đầu dễ rồi chứ không khó khăn nữa. Như vậy Khôi nghĩ là Hoa Kỳ có nên tiếp tục cái chính sách cấm vận đối với Cuba hay là bắt đầu mở cửa? Thưa anh Bình, thật ra chính sách này chúng ta cũng có thấy Obama cũng đã thực hiện phần nào mở cửa. Nhưng mà nói đến vấn đề này thì chúng ta phải để ý đến vị tổng thống tương lai Donald Trump và cái cabinet nội các của ông. Có thể ông có những cái phát biểu gần đây là cái về Cuba, nói về Cuba là không có muốn tiếp tục những cái cái mà Obama đã làm. Thì em nghĩ là cái vấn đề này sẽ còn phải thông qua nội các của ông nữa. Và em nghĩ nội các của ông sẽ là những người đưa ra những cái lời khuyên tốt hơn. Và có thể là sẽ vẫn tiếp tục cái chính sách mềm dẻo hơn một chút. Bởi vì mở cửa mềm dẻo thì mới thâm nhập được, mà thâm nhập được thì mới thay đổi nhanh hơn. Thế anh Bình? Tôi thấy là cái đường hướng đó thì mình thấy rõ ràng là mình cứ nhìn ở Việt Nam thôi. Hồi xưa đó là khi mới đầu mới thắng Việt Nam đó thì là mình thấy là Việt Nam là đỉnh cao trí tuệ của loài người, hải đăng của thế giới. Thì bây giờ đó là sau khi họ đi ra ngoài thì họ mới thấy là Việt Nam đứng hàng chót, mình còn thua Thái Lan nữa, trong khi hồi xưa đó là miền Nam là qua mặt Thái Lan rồi. Do đó, đó khi họ tiếp xúc với bên ngoài đó thì họ thấy rõ hơn, đó là một. Cái thứ hai đó, khi mở ra ngoài thì nhiều người được đi học, nhiều người viếng thăm, thì do đó thì cái vấn đề ở Việt Nam nó mở hơn. Hồi xưa đó là họ lấy cái lý do họ bị đế quốc bao vây, lấy cái lý do là bị cấm vận, do đó là Cuba có một cái chính quyền là cứng rắn hơn. Thì bây giờ đó cái lý do nó không còn nữa, đó là một. Đâu có thể nói là bây giờ là Cuba bị Mỹ cấm vận đâu, là đâu có thể nói được là vì vậy mà cái vấn đề mà công an đó, hồi xưa đó là quý vị mà công an họ ra tay đó thì là quý vị biến mất hay là bị accident chết ngắt. Bây giờ thì cũng phải qua một phần nào ra tòa này, cũng nhiều cái chuyện lắm, nhưng mà nói chung nó không có
làm như kiểu hồi xưa được, không có cứng rắn, chính cái chế độ không có thể cứng rắn như hồi xưa được. Thì tôi thấy là thì cứ để cho người dân họ thấy, người dân họ thấy là tại sao mà Cuba mà sau 50-60 năm sau hội chủ nghĩa mà tiến bộ đến nỗi là từ thứ ba ở bên châu Mỹ Latin bây giờ xuống gần chót ở châu Mỹ Latin, thì mình thấy là tự nhiên họ sẽ thấy người Cuba họ đâu có phải là họ dở. Thì vì vậy đó, tới bây giờ đó là Cuba cũng muốn chép cái cách mà đổi mới của Việt Nam làm sao, nghĩa là chỉ mở cửa kinh tế nhưng mà không mở cửa về chính trị. Đó là cái họ đang mong ước mà muốn là gọi là làm theo anh em Việt Nam ở chỗ đó. Nhưng mà cái đó hay không đó thì là cũng một phần là do dân chúng thôi. Thì nghĩa là tôi thấy là người dân Cuba thì là một Cuba thì nó cũng nhỏ thôi, 10 triệu người thì nó không có nhiều lắm. Mà đừng có quên trong 10 triệu người đó đó thì cách họ có 150 cây số đó, nó có 2 triệu người Cuba ở Miami rồi. Thì tự nhiên đó là 20% đã nằm ở Miami rồi, thì nghĩa là cái ảnh hưởng họ sẽ còn nhiều hơn là ví dụ 2 triệu người Việt Nam ở bên Mỹ so với Việt Nam 90 triệu. Thành ra do đó đó là họ cũng sẽ thấy được nếu mà cái đi lại nó dễ dàng. Thì tại sao cứ phải Cuba nếu mà thành công tại sao cứ phải đợi món quà từ bên Miami gửi về, hay là gửi tiền của dân Cuba, của không phải Việt Kiều mà của Cuba Kiều gửi về Cuba? Thì là mình thấy rõ ràng là khi họ gửi tiền về là ở trong nước là đói, đúng không? Thì cái đó nó là những cái chuyện mà mình phải có cái này, có cái dịp này đó. Tôi thấy bị vậy, cái đầu tiên khi anh hỏi tôi nói hên quá, một ông khủng long của nghĩa là thời đại nghĩa là thời cộng sản đã đi qua rồi và cái huyền thoại nó sẽ không còn nữa. Thì dần dần là người ta sẽ thấy những cái huyền thoại nó sẽ biến mất, nó không có phải là sự thực đó. Thì cái đó là cái quan trọng và cái chính là khi mà có trao đổi rồi đó thì dân Cuba thì tự họ quyết định thôi, cái công an thì nó cũng sẽ dèm bớt thôi, nhưng mà không có thể nào kéo hoài được. Tại vì chính người công an ở Cuba họ thấy là tại sao mà chúng ta hồi xưa chúng ta khá vậy mà sao bây giờ nghèo vậy, thì người ta cũng biết suy nghĩ chứ. Thì do đó tôi nghĩ ở Việt Nam cũng vậy thôi, công an thì là cái người mà nghĩa là tương đối là thông minh nhất của chế độ, mà thông minh thì họ cũng đi ra ngoài hoài đi, biết bao nhiêu người mà công an nằm ở Orange County, nhưng mà nằm ở đây thì họ sẽ thấy là ở đây nó có pháp luật, cũng như cái anh kia mà bận cái áo cờ mà đỏ sao vàng ở đây thì đâu có sao đâu, được cảnh sát bảo vệ thì có quyền, đúng không? Trong khi ở Việt Nam thử coi, cái người mới có đeo cái kia làm bao nhiêu tháng tù, đúng không? Thành ra mình thấy là họ cũng biết so sánh chứ. Raúl Castro thì có là không sống đến 90 được, để thì thời gian chỉ còn là khoảng 5 năm là Cuba sẽ có một cái lớp người lãnh đạo mới. Chúng ta nhìn như thế này này, là bây giờ giữa Mỹ và Nga sẽ có cuộc trao đổi với nhau, bắt tay với nhau nhẹ nhàng, thì Cuba đâu còn dựa vào Nga được nữa. Các nước châu Mỹ Latin giàu tài nguyên như là Venezuela bây giờ sống dở chết dở, khốn khổ rồi. Vậy thì Cuba trông vào đâu? Tất nhiên là Cuba sẽ phải thấy rõ một điều là nếu mình không có thay đổi nữa thì cái sự sống còn của Đảng Cộng sản Cuba sẽ không còn nữa. Cái nhóm ở trong Đảng Cộng sản Cuba hiện nay bây giờ đó, bám chung quanh Raúl Castro đó, thì bắt đầu Raúl Castro cũng sắp sửa chết rồi. Thành tất nhiên là cái việc mà Cuba phải thay đổi đó, thì nó là chuyện mà chúng ta nhìn thấy không có xa đối với đất nước Cuba. Và 2 triệu người Cuba sẽ sẵn sàng, với lúc đó đó thì 2 triệu người Cuba sẽ sẵn sàng đổ tiền vào để xây dựng đất nước lại sau khi mà đã mấy chục năm ở dưới một chế độ bị bóc lột và bị kìm kẹp, thì những người đó, 2 triệu người Cuba sẽ đóng góp và đất nước Cuba sẽ tiến bộ rất là nhanh sau khi mà Castro đổ rồi đó. Chúng ta nghĩ rằng nó sẽ có thể thay đổi nhanh, Cuba sẽ tiến bộ nhiều chứ không phải dậm chân tại chỗ như hiện nay. Đó cũng là cái niềm hy vọng của rất là nhiều người Cuba ở vùng, ở ngay tại Florida. Khôi nghĩ sao về cái tương lai 4 năm tới của Cuba? Tương lai có thể là sẽ
chúng ta phải chờ đợi cái nhân vật đứng sau ra, người nào sẽ tiếp theo Raúl Castro, là có thể người, nhân vật này sẽ là một nhân vật làm nên lịch sử cho Cuba. Và chúng tôi sẽ trở lại với những đề tài thời sự trong chương trình của tuần kế tiếp. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này. Xin hẹn gặp. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.